Chào mừng mọi người quay trở lại với cái kênh của Dung Gerardo LC. Thì bữa nay vừa mới đi chợ về mọi người. Nhưng mà đi chợ về thì gặp được một cái thông tin rất là buồn mọi người. Cho nên là bây giờ dọn ra đây vừa ăn xoài vừa chia sẻ cho mọi người luôn. Đây, xoài ở Pháp nó vậy nè nha mọi người, nhưng nó không có được như xoài Việt Nam mình. Cái này nó cái vị nó hơi ngọt ngọt thôi. Thì Dung gọt ra cho mọi người xem nhé. Bây giờ thì Dung gọt xoài trước. Đây mọi người thấy ở trong không? Nó chín vàng. Đó. Mama phải là video 5 minutes mama ngăn thế. Ok. À, lên machine. Dung sẽ gọt xoài. Thì để chia sẻ cho mọi người cái việc nó liên quan tới cái bà họ cô tên Na. Thì bây giờ ở Pháp mọi người ơi, là đang người Việt mình, thậm chí là người châu Á, hầu hết là người châu Á đang lao đao, đang điêu đứng vì cái con đó luôn mọi người ơi, vì cái bà đó đó. Cho nên là Dung sẽ chia sẻ cho mọi người biết là vì sao. Dung sẽ nói vì sao cho mọi người biết. Rồi, để Dung gọt xài xong cái. Dung gọt xong trái xoài này, giờ Dung chia sẻ với mọi người nhé. Sắp xong rồi mọi người, chờ tí chờ tí. Thì cái xài này cái vỏ nó rất là dày nên Dung gọt gọt cho nó hết mọi người, chứ không để nó ăn nó hơi mủ rồi nè. Đây, nhưng mà mọi người thấy không, nó vàng ở trong nhưng mà vẫn nó trắng trắng nè mọi người, nó không có được chín đỏ hết phần như xoài Việt Nam mình. Cái này xoài cái dạng như xoài dú á mọi người, nó không có, nó già ở trên cây thôi nhưng mà nó đâu có được chín cây đâu. Rồi. Mình cho muối ớt này Dung mang từ từ Việt Nam. Rồi cái này nó cay khủng khiếp luôn. Oh, nó thơm. Này mua ở siêu thị Co.opmart đó mọi người. Mua sách từ Việt Nam qua, để cái đợt đó về Việt Nam, đợt rồi về Việt Nam là mình mua sách theo nè. Cái này với muối tiêu. Đây. Đó. Cho mọi người xem luôn. Thì Dung sẽ kể cho mọi người nghe là ở đây á, cái nghề mà để phát triển á, nó không phải như ở Mỹ mọi người. Người Việt mình không có thành công lắm với cái nghề nail, mà rất là nhiều người Việt họ và nói riêng và người châu Á nói chung là thành công với cái nghề nhà hàng á mọi người, buôn bán mở buôn cũng có được một cái kiểu như cái chỗ nhỏ nhỏ bán đồ ăn thôi mọi người. Nhưng mà thì bán cũng được, mở ra bán cũng thấy ok lắm đó mọi người. Nhưng mà sau cái thờ được một thời gian mà từ hôm mà cái dịch virus đó nó bùng phát á mọi người, ở Pháp thì mới mình xem thông tin thì cũng chỉ có một hai người bị thôi. Rồi sau người Pháp người ta cũng không có tin lắm mọi người. Trời, nói chuyện ông chồng mình coi tin tức hàng ngày, ông bảo trời biết hàng năm ở Pháp biết bao nhiêu người chết vì bệnh cảm không đó, không họ họ không có tin đâu mọi người. Nhưng mà sao mới 2 3 ngày nay là ở Italy bùng phát cái ổ dịch đó, là bây giờ người Pháp người ta đang trong cái tâm trạng lo sợ mọi người, người ta bắt đầu người ta sợ rồi đó. Thì Dung làm trong cái ngành nhà hàng thì có bạn bè quen biết đi chợ búa này kia, đi chợ siêu thị người châu Á mọi người, thì quen được rất là nhiều người. Rồi mình trò chuyện, mình trao đổi, mình học hỏi với người ta. Thì bạn bè hôm nay họ kiểu như một khóc, muốn khóc tiếng mi rồi mọi người ơi. Ít nhất là thấp nhất là một cái nhà hàng người Việt thôi là đã giảm hết 30% doanh thu rồi mọi người. Mà 30% doanh thu đó rất là nhiều nha mọi người. Mình bị mất khách hàng luôn, chứ không phải là kiểu như khách hàng người nào mà đã làm lâu năm, đã mở được cái nhà hàng ở đây khoảng 17, 18 năm, 20 năm, cũng có người làm tới 3, 40 năm luôn. Cái kiểu như đời bố mẹ rồi truyền cho đời con luôn á mọi người. Trong cái tháng này là bắt đầu bị giảm doanh thu.
là người ta không có sợ cái con virus đó bằng sợ người châu Á. Mọi người mình không hiểu tại sao luôn. Mình có một cái anh cái gọi nó là bạn mình, nhưng mà thật sự là anh chị đó rất là lớn tuổi rồi, cũng qua đây là người Nhật mọi người. Nhưng mà người Nhật họ có một cái nhà hàng sushi khoảng sức chứa là khoảng hơn 100 khách mỗi ngày mọi người, mà rất là đông luôn. Tại vì nếu mà mình đi vào lúc 12 giờ trưa là đại diện anh chị đó trước, nếu không là không có chỗ ngồi mọi người. Xong rồi cái hôm nay Dung quay trở lại thì trời, nhà hàng vắng tanh nè mọi người, vắng que luôn. So hơn bình thường là mình thấy mình bất ngờ luôn á. Nhưng mà ảnh nói là từ đó là bắt đầu tuần 2 tuần nay là đã bị như vậy rồi. Mà trong khi đó trong trung tâm mua sắm đó thì cái nhà hàng của người Pháp, của người Ả Rập kế bên thì lúc nào cũng đông đông nghịch người ta mọi người, nhưng mà ảnh nằm chính giữa, ảnh lại vắng tanh. Là trời, mình không mình 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 cảm thấy là rất là buồn, nhưng mà rồi cũng là rất là lo lắng mọi người. Đây là cái tâm trạng chung của cô chú anh chị người Việt mà đang nằm trong cái mảng kinh doanh này á mọi người. Còn nguyên cái gia đình của một cái anh bạn đó là vừa mới chuyển về miền miền Nam này, mà con ảnh thì học chung trường với con của Dung, cho nên là ảnh nói mẹ ảnh cũng có một cái nhà hàng ở Paris, nhưng mà cái nhà hàng rất là lớn nha mọi người. Ảnh cho mình xem hình, chia sẻ hình cho mình coi này kia là rất là lớn và làm ăn rất là phát đạt mọi người. Nhưng mà bắt đầu cả tháng nay, cả hơn 2 tháng nay là bắt đầu nó như vậy nha mọi người. Nó tụt dốc không phanh luôn, là tại cái bà họ cô tên Na đó đó. Nhưng mà mọi người biết đó, là ở Pháp á, để thuê được một cái mặt bằng rất là mắc. Cái chỗ Dung thuê soàn soàn không là cũng hết 1.200 rồi mọi người, và nó nhỏ teo thôi đó. Rồi ý là ở vùng rìa vùng quê đó, chứ không được ngay trung tâm thành phố nha. Trung tâm thành phố mà thuê là phải 3-4 ngàn. Nó ngọt ngay à mọi người ơi, mà chấm muối ớt này nó dở te à. Cái này phải ăn xà chua mới được. Là bây giờ là mà mọi người biết là tiền thuê mặt bằng là nó mắc rồi, rồi tiền mà thuê công nhân nữa. Những cái anh chị nào mà làm gia đình á thì không phải trả lương, hoặc là mình cũng lấy lương ít thôi, rồi thì cái đó không tốn. Còn những mà chỗ như chỗ nào mà lớn á các bạn, làm phải thuê người làm, mà thuê người làm bên này là rất là mắc. Trời ơi, lương tháng là bình quân là 1.200 người, mà mình phải đóng cái kiểu như cái phụ phí á, cái trợ cấp cho người ta nữa, giờ là thêm 600-700 một người nữa mọi người, cho nên là rất là cao. Mà làm kiểu như chạy đua với cái phải 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 chạy đua với cái doanh thu mới được. Còn mà cái tình trạng này là kiểu như là đói là đuối luôn á mọi người ơi. Mà nhà thì chỗ của Dung thì nó bé xíu thôi, Dung làm chỉ có một mình với chồng Dung thôi à. Mà có một cái điều là giật giá nó leo thang. Nếu mà Dung cũng đang rất là sợ nó lây lan sang Pháp luôn á mọi người, và hy vọng rằng là sẽ kiểm soát được đi. Chứ bây giờ cái tình trạng này là kinh doanh cũng bất ổn nè, mà cái tâm lý nó cũng bất ổn, mà cả làm ăn thời buổi bây giờ rất là khó khăn nữa mọi người. Nhưng mà nếu mà không có doanh thu là chết ngắt luôn, mình chết trước cái con cúm đó nữa. Mê coi những coi cái tin tức về bà Na y như là trong phim kinh dị vậy đó mọi người. Thấy nguyên một cái làng ở Ý đóng cửa bỏ như bỏ hoang, mà mì Ý trời nó lên giá 100% luôn. À.
đang trong cái tâm trạng là rất là lo lắng. Mình không biết là nó sẽ kéo dài tới bao giờ, kiểu như hàng hóa mình kinh doanh đó mọi người, mình sợ là nó hết hàng, mình sợ là nó mấy cái container nó không có đi, nó không có xuất được ra khỏi Trung Quốc, tại vì Dung xài rất là nhiều cái sản phẩm từ Việt Nam mình mà phải mua qua một cái chợ siêu thị Trung Quốc á mọi người, cho nên là họ nhập nhiều khi hàng đợt hôm thứ hai tuần rồi thì hết gạo mọi người, trời ơi hết gạo là quýnh luôn, là quýnh luôn, mà hên là đợt này là nó vừa mới nhập về nhưng mà số lượng ít thôi mọi người, nhưng mà Dung trữ rất là nhiều, phải trữ thôi mọi người ơi, chứ bây giờ mình không có biết được ngày nay ngày mai nó ra làm sao hết trơn á. Giờ trời chiều rồi, lạnh lạnh mọi người ơi, lạnh quá lạnh mà ăn xoài kiểu này nữa, làm chuyện ngược đời chứ không à. Xoài này ăn cái vỏ nó rất là dày mọi người, mà thịt nó không có mềm như ở xoài xoài của Việt Nam mình. Xoài này từ Peru nha mọi người. Nó rẻ lắm, một trái vậy là nó có giá là 90 sen. Không tới 1 euro nữa, chưa tới 1 euro là chưa tới 25.000 đó. Mà vậy là rẻ rồi đó mọi người ơi. Có lúc mà nó không ngày mùa là nó lên nó gấp đôi gấp ba luôn á. Hơi trời lạnh nè mọi người ơi, Dung đi vô nhà nha. Lạnh quá. Cũng chia sẻ nhỏ với mọi người thôi. Mình hy vọng rằng kiều bào Việt Nam mình ở các nước khác trên thế giới thì những nơi nào mà chưa có dịch tới á mọi người, thì hy vọng là mọi người sẽ có được một cái cuộc sống ấm êm và không phải lo lắng như là người Việt mình đang ở Pháp. Thì Dung xin kết thúc cái video tại đây và tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong cái chia sẻ tiếp theo. Tạm biệt. Chúc mọi người có một buổi tối thật là ấm áp hạnh phúc bên gia đình. Đừng quên đăng ký, share và like kênh của Dung nhé. Gerardo LC, cuộc sống ở Pháp. Tạm biệt mọi người.